Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ cả nhà những cây cóc Thái gốc cổ thụ. Thì đây là những cây cóc cả nhà. Cóc Thái thì có ai trồng cũng biết là cây có trái quanh năm. Cứ ăn hết được trái này thì cây sẽ tiếp tục cho được trái mới ha. Thì trồng cây táo này á, mình vừa có thể có lá để mình ăn kèm với rau sống, cuốn bánh xèo hay cuốn bánh tráng rất là ngon. Và bên cạnh đó là những cái trái này nè. Nó cung cấp vitamin C cho gia đình mình ha. Có trái quanh năm để chúng ta có thể là làm những món ăn vặt. Thì cây này nó là cây rất là to rồi nha cả nhà. Mình sẽ quay cái gốc cây cóc Thái này cho cả nhà coi nè. Đó, rất là to luôn. Đây, mình sẽ lấy cái tay mình ôm ha. Cái tay mình thì nó rất là dài. Và mình sẽ cho anh xem. Đây, nó chỉ hết được một cái gốc nữa này thôi nha cả nhà. Đó, chỉ được một cái nhánh này thôi nha. Cái tay mình chỉ ôm chưa hết được một cái nhánh. Thì mình cầm như vậy cho cả nhà tưởng tượng được rằng cái gốc cây cóc Thái này nó to cỡ nào. Đó, để có được một cây cóc mà to như vậy thì nhà vườn người ta nuôi rất là lâu rồi đó cả nhà. Mình có thể về mình trồng làm bonsai ha. Rất là đẹp. Vừa làm bonsai vừa có trái ngọt cho gia đình ăn. Gốc thì rất là to mà những cái nhánh thì tua tủa lên. Những cái bông rất là đẹp. Cái cây này cũng to lắm rồi cả nhà. Một cái tay của mình là ôm không hết cái gốc. Rồi nếu ai mà yêu thích những cái cóc cổ thụ này thì có thể liên hệ với mình nha. Này, cây cóc này đã nuôi trồng rất rất lâu rồi mới được gốc to như vậy đó cả nhà. Hoa rất là nhiều luôn. Rồi nếu ai mà thấy thích sở hữu những cây cóc này thì nhớ các bạn Zalo với số điện thoại bên dưới video để biết thêm giá cả nhé. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp.